không làm thầy nè. Rồi cái đó là sao? Đường không nó sưng lên vậy nè, rồi đâu có màng được. Sưng cái bàn tay hả? Sưng cái này hả? Sưng dảnh lên vậy cái mình mẫu. Ha, đây, ha, mẫu ha. Không làm thầy cạo gió không tốt cho người ta tức đó. Là cô chống lại, cô không chịu làm đúng thầy rồi hả? Rồi bắt đầu nè, mẫu mai bảy đường nè, không làm thầy nè. Bây giờ không làm thầy mới nổi bụng đau quá. Một là có bằng thờ, hai là tới dưới xong đó, bữa nay tôi mới dám nói đó. Nó mà ốc tôi đi nổi nè. Tôi sợ nói người ta phản ánh. Cha đi thiếp, cha mắc rồi mà cha. Mà cha đi thiếp trên 20 ngày luôn hả? Trên 20 ngày, một tháng có, 2 tháng có, mà cha đi 9 lần nữa. Trời ơi, cha của cô đi 9 lần. Cũng đang suy nghĩ là nó cái sàn nước là cái bàn thờ, tức là ở trên sàn nước hay là ở dưới đất? Dưới sàn nước, cũng như cái nhà mình nè, đặt cho Tư Dũng này, cái nhà. Cái sàn nước của mình cái bắt đây, ở trên này, là cái giữa cái nhà của người ta ở dưới. Đúng không? Nó hiểu không? Dạ, xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh mời khán giả sẽ đi trở lại thăm cô Hiền, chia sẻ đi tiếp 15 ngày đó khán giả. Thì vừa rồi Lê Thanh có đăng clip, cô Hiền có nhắc đến là không có tiền mổ mắt. Thì bên cạnh đó có Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng, đã gửi cho 4 triệu để cô mổ mắt. Bên cạnh đó cũng chú Sơn cũng có gửi cho cô 1 triệu, cũng như là Zalo chậm lại gửi cho cô 300. Thì hôm nay Lê Thanh sẽ đến thăm cô Hiền để gửi số tiền này cho cô Hiền. Và bên cạnh đó chúng ta cũng được gặp gỡ và được trò chuyện với cô Hiền, người phụ nữ đi thiếp 15 ngày. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. Lê Thanh chào cô Hiền nha. Dạ, chào. Hôm nay khỏe không cô? Dạ, khỏe nhiều. Cho con gắn cái mic vô cái áo rồi nói chuyện lớn lớn đi. Để chỗ này đi. Đây. Bữa nay đường giỏng nhiều không cô? Đường sẽ mang về được 4 cái à? 4 cái đó hả? Dạ. Mình ghi tiến bộ. Ghi này cũng tốt quá nè. Ghi này chắc nè. Chắc nhiều lắm. Đường mà tới chỗ còn sợ. Nó bà già bà không thấy đường mà bà đi ngặt quá bà hay ơi. Mai mốt mắt mà sáng rồi chắc đường nhanh dữ à nghe. Nhiều lắm. Rồi lúc sáng là đường ngày 25 cái đặng. Rồi từ bệnh tới giờ đường ngày có 6 cái, 7 cái, 8 cái là hết đó. Cô Hiền ơi, những clip mà Lê Thanh đăng cô Hiền lên đó, chia sẻ về vấn đề đi thiếp 15 ngày đó. Dạ. Thì cũng có rất là nhiều người điện cho Lê Thanh đó. Dạ. Nói là cô nói đúng quá, nhiều khi người ta nằm mơ cũng giống cô nói gì đó. Y gan vậy đi. Cho nên mới thất thì luôn, đang chạy xe, có khán giả mới điện Lê Thanh, hỏi Lê Thanh có tin không? Nói tin chứ, tin mới quay. Cho nên cũng trở lại đây thăm cô Hiền. Với cô Hiền bữa đó là giúp người ta làm sao? Giúp đỡ cho người đó. Mà người đó khổ quá, chồng chơi ngấu đá. Rồi đi qua lúc là 11 giờ. Rồi qua tới 2 giờ chiều không có đường, biết đường chạy đi. Rồi nói là cô con 100% mà chúng 80 rồi. Sao hay dữ vậy? Đó. Là nhỏ đó năm nay 41, chồng 36. Rồi nó hỏi chừng nào mà ra tù. Tôi nói ráng cầu nguyện, mới gánh họ lương á, gán cầu nguyện á thì mới ra sớm 2 năm rưỡi, còn nếu không mà 10 năm. Cái nó khóc, nó nói giờ con gán cô ơi, tôi mới dạy nhỏ đó cũng mong ứng bà Hành nữa. Nó tưởng tưởng nữa chứ không phải nó ấy, nó y gan hiền khùng vậy đó. Mới có 41 tuổi à, nói sang năm thế nào nó cũng làm thầy, nó hỏi sao hay với chàng. Rồi bởi vậy gánh cái nghiệp. Chắc coi video lên đầu cũng nôn hết trơn, ngủ không có được. Nó cô coi quá hay à, coi người ta nhiều quá. Tôi nói bị gì chị em ơi, cũng thông cảm cho tôi đi. Tôi cũng muốn làm bệnh cho người ta, với hoàn cảnh là tôi muốn nói hết tất cả những gì tôi đi tới 6 tầng đặng, chứ không phải 1 tầng, mà tôi nói chỉ có 1 ly thôi. Bị gì hoàn cảnh tôi ở chỗ này, chị em ơi, tôi không có nói nên lời, khổ dữ lắm. Đó, bởi vậy chị em thương tình giùm đi, giúp giùm mang ơn dữ lắm, trong nước và ngoài nước, trên đồng ngọn mạng giúp được thì ngày nào nên ngày nấy thì mừng. Cái số tiền đó mà cực khổ lắm mới cho được Hiền, chứ không phải là được không mà được có số tiền đó. Mà tại vì tôi đi năm 29 tuổi, chứ không phải tôi mới đi đây, đi bên Đồng Tháp là nhiều chặng lắm. Nếu ai không tin thì lên xe chồng tôi chở về bển coi. Tôi có không đó. Thì cô Hiền cũng có chia sẻ là cái thời điểm mà cô đi thiếp thì cái thời đó cũng còn trẻ hả cô? Trẻ lắm. Dạ, chứ không phải mới có 1 đứa con đầu thôi. 20 mấy tuổi ha? 29 tuổi. 29 tuổi mà đó là cô quê cô ở Đồng Tháp chứ không phải quê Đồng ở Tháp. Đây. Chôn nhau có đúng ở đây, nhưng cha mẹ về Đồng Tháp bằng ruộng rồi thêm cha mẹ về bển. Rồi đó mới lấy chồng trước là người Bắc ở Hải Phòng. Ngay Chợ Xét luôn, thành phố Hải Phòng luôn. Rồi bắt đầu cái mới đau. Chiều 14 tháng 7 nó đau, chóng đau nhức đầu giống mặt, rồi chồng đi bằng việc không có nhà, bị anh làm trong đơn vị bộ đội á.
bên kinh tế cầu đường. Rồi về chiều nó anh Vũ ơi, sao em nhức đầu nhiều quá, em ăn cơm mà ăn không có được. Cái nói thôi gán ăn miếng cơm chan nước tương vô ăn gán đi. Cái nói thôi đi để tôi vô tôi nằm tôi ngủ 12 giờ nó lả mồ hôi hết trơn. Cái nói tía ơi vợ con đau nhiều quá. Thì đó tới ngày gần tháng 7 là đi luôn như đó không có gì. Rồi chị bà chị bá nói 3 ngày rồi. Mà sao nó không có sình mà cái ngay trái tim này nè nó còn vẫn nóng hoài. Đó chồng sau này cũng biết nữa đó. Vẫn nóng hoài rồi chồng trước ngồi hoài vậy nè. Tới chưa ngày 29 là sửa soạn bước đầu tháng 8 năm 29 tuổi nha. Rồi cái giò mặt này nó mong ngoe nó giò cái. Rồi chồng nó nói tía ơi sao giò vợ con ngoe. Mẹ anh em cô bác là cái khắp đó người ta tản gì hết rồi. Dùng thứ không chết mà để thì chi ai đâu mà hay giỏi có chồng với trong gia đình. Cái chồng nó nói thôi nghe vợ tôi còn vậy đó chứng thủy bị vậy nó có đi ngoài đám ma ngoài Vũng Tàu á. Anh nói trời ơi vợ con người ta chết mà nó không nó còn nóng hoài rồi, gia đình ta không có cho bị người ta đạo là tam kỳ là đạo một mắt đó. Nói vợ nó còn nóng vậy ta không có cho chôn. Rồi anh này nó mới thấy vậy nó cũng không cho chôn nữa. Nó chôn là chết vợ tôi. Rồi đó là ngày 29 tỉnh là chưa cho uống nước đâu. Ngày 30 anh mới cho uống được nửa chén nước vậy đó. Rồi là một ngồi dậy nói chuyện. Mà người ta cấm ta không có cho nói. Hồi xưa tới giờ không có dám nói. Bây giờ nó hơi mỏng rồi. Cô bác ơi chị em ơi. Tôi thấy vậy tôi mới dám nói thôi. Rồi về bị ông già ông ăn chay trường hồi nhỏ tới lớn. Ông hút thuốc nguyên thí bố thí không à. Ông mắc ông 86 tuổi. Mà ông biết ngày giờ luôn. Bà nội luôn mà ông ngoại đây cũng vậy nữa. Biết mắc ngày giờ biết hết. Chứ không phải là gánh họ này không có mà ăn chay trường thôi à. Hồi đó tôi còn con gái cũng ăn chay trường nữa. Bây giờ có chồng khổ quá. Rồi cái vấn đề mà cô Hiền ngoài dòng họ anh em cô Hiền là cô Hiền đi thiếp rồi còn ai đi thiếp nữa không? Có cha đi thiếp, cha đi thiếp, cha mất rồi mà cha không? Mà cha đi thiếp trên 20 ngày luôn hả? Trên 20 ngày, một tháng có, 2 tháng có, mà cha đi 9 lần nữa. Trời ơi, cha của cô đi 9 lần luôn? 9 lần, một lần là một năm luôn, đúng năm luôn. Khi mà cha cô về có kể cho cô hay là con cháu nghe không? Có, kể đủ thứ trơn á, là ổng đi một năm đó, lúc đó ổng ăn một ngày chỉ có 2 cái bông thọ thôi. Dạ. Ổng đi rồi về là ổng ăn tới ngày 2 bông thọ là ổng ăn được 6 năm trời mới chết. Nhưng mà cái thời điểm mà cha của cô Hiền đi thiếp đó, có giống với cô Hiền những cái cảnh đó không? Không, bị cha tu nhiều kiếp quá, cha đảo đi đảo lại tới 9 kiếp nè. Cha nhiều hơn mình. Mà Hiền cũng nói vậy nè, Hiền tức. Anh em bên nội á đông dữ lắm, tại sao không mượn cái xác mà để mượn xác nữ. Theo đau hoài, bởi vì đau lên đau xuống hoài, nhiều vẫn đau nè. Chị em nè, coi nè, không làm thầy, không làm phước, mà tại chỗ này giờ Hiền không làm thầy được. Là vì lý do quá khổ, không có chỗ ở, mua cái nền nhà có 40 triệu mà nhờ bên Mạnh Thường Quân kia giúp đỡ. Với bên quỹ ban nè, không làm thầy nè. Là cái đó là sao? Đường không nó sưng lên vậy nè, rồi đâu có màng được. Sưng cái bàn tay hả? Sưng cái này hả? Sưng rãnh lên vậy cái mình mẫu. Ha, đây, ha, mẫu ha. Không làm thầy cạo gió, Tức đó. Là cô chống lại, cô không chịu làm đúng thầy rồi hả? Rồi bắt đầu nè, mẫu bà mai bảy đường nè, không làm thầy nè. Bây giờ không làm thầy bởi nó nổ bụng đau hoài. Không có ai nổ bụng như vậy đâu. Cái này là gọi là tâm linh luôn đó. Tâm linh luôn, nói thật mà. Bởi vậy, chị em ơi, ai có xem á thì cười cũng được mà mắng nhiếc Hiền cũng được, Hiền chấp nhận thừa nhận đó, mà thời gian sau này sẽ biết liền. Hiền không dám nói nhiều, nói nhiều ở đây người ta chê Hiền khùng, Hiền qua ta chửi dữ lắm. Thôi kệ, ai chửi thì chửi chứ sao giờ làm gì mà không bị chửi đâu. Lê Thanh còn bị nữa mà nói chi là cô. Tối ngày á hết người này tới người kia thăm, làm bệnh ai cũng hết chứ. Lợi y ngày qua lợi 16 người, tôi làm hết trơn bệnh người ta. Khùng nổi rồi, cái này khùng dữ lắm rồi. Gần Tết cái tôi ngày qua tôi nói Nam Mô Di Phật đó, chị em không tin vô quay cái bếp đi, có một thùng nước lợn heo còn bao nhiêu tất cả là không bao giờ làm thằng nước. Cha cũng vậy, bên nội cũng vậy, mà anh em cũng vậy, đây dòng họ không có ai hết trơn có sàn nước đây, nhìn kỹ không có ai có sàn nước hết trơn, toàn là chơi lambda không à, đó thiệt luôn đó. Coi đây cái nhà anh đó cũng có sàn nước ha? Không, bởi vì cho mợ thấy cũng như mợ ngủ như chồng vậy đó, rồi thấy với âm phủ với chồng vậy đó, không ai mà ngang chồng tôi đâu, chồng tôi cưới không năm là vợ ngang rất là ngang luôn. Rồi cho anh bằng đêm anh nghe âm phủ coi sắc chú cho heo ăn y gan như mình không anh nha, anh thấy đập dần mai rột y gan như mình không anh, gán tu nha, gán tu. Ổng đau tai biến đột quỵ não không bao giờ dương gian này ai nói ổng sống, vô bác sĩ còn chạy mà ra chợ gãy là nằm một năm 16 tháng. Là một năm 16 tháng là 18 tháng trời. Bác sĩ này bà Nguyễn Đình Tiết ở chợ gãy. Hồi gỗ gông này cũng đau mà sao mà không sống hay trời. Đi vô ra mà không ăn tiền luôn.
Nằm một năm đầu ăn tiền, qua 6 tháng sau không ăn tiền luôn. Bao nhiêu thuốc làm không ăn tiền. Rồi về được 6 tháng không ăn tiền luôn. Nó nói sao hay dữ vậy. Rồi tôi nói, trời ơi, dòng vợ khùng vợ tẩn mà mấy bà ơi, nhận gì. Đó, có sao mà nói vậy, lúc đó chưa có quay clip thiệt luôn á. Nằm với chợ gãy cũng gì nữa. Cái mấy bác sĩ sưng chợ gãy em, ông nói, chèn ô, chèn sao mà đau như vậy mà không chết gì anh thiệt. Tôi nói, ông không có nói chuyện được, để tôi kéo. Kéo chầu lương. Ông giật cái miệng này mép lên đây nè, mấy cái yếm để đây nè. Chầu lương, băng phiến bông não, máu lương. Pha lại, kéo ngày ba giá. Là cho cái hà cái này xuống, cái lưỡi cho nó ra. Dưới cái nắp giọng, mất tiêu cái nắp giọng luôn. Đó. Chồng tôi đau cỡ đó, chứ không phải thằng thường chị em. Mà bây giờ chị em đó thấy cái nhà tôi không có sàn nước, dứt khoát không có sàn nước. Ăn cơm là một hộp cũng đổ trong cái chén cũng phải vét, nước tương cũng phải ăn. Tại vì cô Huyền là đi thiếp rồi thấy là cái sàn nước ở dưới khối âm là cái bàn thờ. Tức là cái bàn thờ nó nằm dưới hay là ở trên? Dưới nhà mình dưới, gán với nhà mình vậy nè. Rồi ta làm giữa nhà mình có bàn thờ vậy đó. Rồi mình ngồi ở đây tiêu tiểu rồi xấu nước cho người ta. Đó cái nhà rung với chống tôi chỉ đó. Mà người ta làm người ta hết rung mà giờ còn chỉ gõ thôi. Mà còn có cái cầu tiêu hay là một với cái tủ lạnh đó. Ngay cái cốt của người ta đó, không tin giờ đi vô cắm coi. Hiện tại bây giờ cái nhà của ông Tư Khôn nó rung nó lắc như này nè. À, tức là Lê Thanh cũng đang suy nghĩ là nó cái sàn nước là cái bàn thờ, tức là ở trên sàn nước hay là ở dưới đất? Dưới sàn nước, cũng như cái nhà mình nè, đặt cho Tư Dũng này cái nhà. Cái sàn nước của mình cái bắt đây, ở trên này là cái giữa cái nhà của người ta ở dưới. Đúng không? Nó hiểu không? Vì đó ha. Bởi vì nó là Lê Thanh chưa hiểu vấn đề đó cho nên đó. Cũng hỏi cho nó rõ đó. Cũng như cái nhà ta cắt dài dài bên đây ở sớm đây. Rồi cái trên này là mình ngồi đó là cái bàn thờ, mình ngồi giữa nhà của người ta. Đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là cái bàn thờ. Đó. Còn cái bàn thờ của mình ông bà mình đó là phải cúng trang nghiêm cái gì đàng hoàng. Còn nếu mà nhang mà tới ngày Tết đồ là mình rút ra. Ngày 29 Tết cũng rút ra để một bó gì cái mình đốt. Mà đốt mình phải lấy miếng thiết, đừng để dưới đất dơ nha. Để vô thao cũng được ha. Để vô thao miếng thiết gì đó cái mình đốt. Cái mình xin cho mình đem lùi. Chứ đừng á, lấy gãi tùm lum, không được nha. Xin cho làm gì? Xin cho thái xong. Cho gia đình mình mặn cho nó được, cho nó mát. Đừng có đưa dục tùm lum ta dặm mà không được. Hay ha. Nó thật mà để nó. Đó. Còn cái chuyện nữa mà chị em tôi không dám nói. Thôi tôi không dám nói này ra, chị em thấy cũng kỳ, có bổn phận đừng bà mình. Đây là chàng Thiền năm nay 65, Tết này nữa 66 tuổi. Mà nhưng chị Hiền có cái chuyện, chị Hiền không dám nói. Chị Hiền nói là sợ rồi người ta phản ánh như chị Hiền. Cái chuyện đó chị em bạn gái mình biết nhau. Vậy thôi. Chứ chị muốn nói dữ lắm, muốn cắt tiếng dữ lắm. Hồi đó đến giờ chị cũng vậy đó. Mà nhưng chị biết rồi, từ ngày đó tới giờ chị không có làm dơ giấy. Nói vậy chị em biết. Cái gì cô Huyền biết thì chia sẻ giúp không dám cho nói chuyện gái đâu kia. Đừng bạn gái hiểu nhau, có ai muốn cần thì lại tôi nói nhỏ cho nghe vậy thôi. Chị em cứ có là dẹp dọn đốt chứ đừng dùng với xong là một. Thì kệ cứ nói thẳng đi như đầu dao đó mình cứ đốt vậy đó. Nhưng cô Huyền cũng ngại cho nên thì không dám nói. Cũng không chị dám em nói. Còn mình muốn giặt á, giặt ở trên bờ đừng giặt dưới sông. Mình giặt mình đào lỗ mình giấy á. Đất đang dạch hoàng bốn cảnh sang giờ này trùng dế đi gian cho tôi đổ cái này bây giờ nó nói vậy thôi chị em giặt đổ ha. Mấy người đừng bàn gái mà có ngày á nói mẹ vậy đi còn đừng có để tấp tả dưới sông cá tao muốn vô dơ hiểu không. Rồi ở dưới chị Hai Thủy chứ đâu phải là thằng thường có đâu hay thằng thường ta ở dưới người ta cũng có lâm cung mà ta công chúa mà thằng đầu dưới ha. Ta cũng có công chúa mà. Cái đó là tội nhất, một là có bằng thờ, hai là tới dưới sông đó. Bữa nay tôi mới dám nói đó. Nói mà ốc tôi đi nổi nè. Tôi sợ nói người ta phản ánh, hiểu không cô? Không nói đó thì cũng tốt mà, để giúp cho bà con người ta tránh được cái tội đây này kia đó. Đây nè, cũng như cậu nè, tôi nói cậu đi đào ra con trùng dưới đất nè. Cậu đổ lên coi trùng đồng người ta không? Tôi nói đúng không? Giá gian cho tôi rút đi mình mới đổ. Ha chị em. Còn nếu mà mình có vậy đó, cái mình để trong đâu đó, đàng hoàng cho sạch giá ở chỗ này. Đây nè, cũng như mình đi bất cái thuốc đi. Tam vị thánh tổ tổ thầy thuốc ai giữ cái cây thuốc này cho tôi xin không không bệnh này không hết cũng bệnh kia một cây cỏ là một ông thầy nha. Đừng có nói mà ngang tàn là bước như chồng tôi đâu làm một cho người ta tôi nói anh anh làm một không có hết người ta đâu anh lại anh bước lui qua ba bước thì một gì cũng hết đó. Bước qua bước anh hút vậy nè tam vị thánh tổ tổ thầy thuốc ông Diệu Sáu ông cho tôi xin cái cây này tôi đắp cho người ta tất cả những gì cũng hết hết luôn tôi nói thẳng luôn
Còn chị em mình là đừng bán cái một là bàn thờ, dưới hai là chị em mình đấy. Tội lỗi mà hồi đó tới giờ là chị không dám nói nghe chị em cô bác, con không dám nói nghe cô bác. Rất là tội luôn. Nhiều khi có duyên thì nói với ngang như đó. Mình đầu dơ thì đừng đổ xuống sông thì cho đó, đó chị thủy là dạ. Người ta công chúa người ta ở dưới đó mình đổ ụp dục bèo hết trơn vậy đó. Dạ. Nhiều khi tôi thấy xuống tôi vớt là tôi để trong bọc tôi đốt, có cháu ngoại tôi hỏi làm gì mà ngoại. Ôi tôi đi đốt cái này để dơ giấy tờ cho người ta dưới con ơi. Nó nói vậy à, tôi nói già. Hồi đó giờ con dâu tôi cũng vậy mà con gái tôi cũng vậy, không bao giờ biết cái những gì hết. Để vô rồi bắt đầu nó mẹ đốt. Tôi nói ờ giấy là đàng hoàng cho tôi úp đi hãy đốt ngang để nóng người ta. Đất đai nhân trạch hoàng bốn cảnh cho ăn cho ở này con. Cái nó nói vậy mẹ nói vậy, dâu cũng vậy cũng sợ nữa. Đó, chị em tôi nói thật để mà để cho tôi nói thiệt cho chị em. Tôi nói tôi không bao giờ giả dối mà tại vì tôi tính nói mà tôi sợ chị em nó phản ánh tôi nhạm nhí này kia tôi không dám nói. Đi là gì đi với gì là quan hệ là chỉ là tôi nói trong gia đình tôi thôi, lúc em tôi còn nhỏ tôi cũng còn nhỏ nữa. Tôi nói con Diệu ơi không được nha, cái này là nguy hiểm nha em, ở dưới nha. Không có được nha em. Chứ không phải hàng thường được nha em. Là về là ông già tôi đi rồi là bữa mùng 2 tháng 8 là ông già dở thằng nước liền. Nhà cao gì nè bắt thằng nước vậy đó. Trời ngồi tắm sáng rồi xói xuống thấy mẹ bùng tắm nhà tắm đồ êm thấy mẹ. Không tắm mà dở làm gì, dở banh hết trơn. Xuống dưới đất trắng nền như tôi vậy đó. 1, 2, 5 Rồi tôi nói vậy cái ông già ông dở luôn tới giờ dĩ dãn cô chú bác dòng họ là ok đó, có thùng nước cắm lợn heo đó rửa chén rồi cặn cái để vô xuống chị hai cho em gửi bình tâm tướng cá chị hưởng giùm em nha. Cái này không phải cho em cho ăn được cặn được thừa mà tại vì cái lực lệ nó vậy thôi, chị cũng không cảm đừng buồn em nha chị hai, kêu chị Thủy á, chị Thủy bằng kêu bà Thủy bằng chị hai ha. Đó tôi kêu chị hai không à. Nhiều khi tôi ăn cơm tôi nói chị hai ơi về ăn cơm đổ cho ổng đi vớt rồi ngủ được khá khá chị hai có lý nghe chị, chứ tôi không có ngang tôi nói thật để ai tính tin thôi đấy nè. Đó cũng như giá cơm là của quyền thất tổ ông bà ha, lịnh bà mà hai cậu, cậu dưới là ông bà cậu đó mà lịnh bà tới hai cậu thôi rồi bả hai chồng chứ không phải ba một chồng, mình biết cái sách của người ta vậy luôn nữa mà đừng có nói với ông thầy chùa ở trong kia mà nghĩa địa tức hoài à. Mình tánh nóng mình tức không được, nó thật sự chị em có đó là một là cái thằng nước chị em dứt khoát, hai là cái người đừng bà mình. Cái đó bữa nay tôi nói thật tôi tính không có nói ít lắm, nói ít lắm nó không có bằng cái ly nữa tại vì nhiều lắm cỡ ngày chứ hết nữa mà không có nói. Ở trên này mình mằng gãy thì sao, mình tham lam làm sao, mằng cắt trái cà trái ớt làm sao, xuống dưới y gan tôi nói y gan rồi đứng đó là chờ. Còn ông bà nè, nó nói đừng đốt giấy tiền, đói gạ ruột, ở lề đường không. Đợi ai cúng gì đừng nhắm, giật, được ăn. Còn ông bà mình biết á, mình viết tên, tuổi, họ, hàng, xứ sở, mình gửi, cho ba má, mình cái gì đó. Người ta nhận, người ta có bưu điện như mình vậy nè. Đó, mà ở dưới cái làng, xã, người ta ở thôn không hà, người ta không có ở mà xã ấp như mình. Thôn Duyên Hải, nghe mà giờ thôn An Lạc. Ông về chồng tôi ở không ăn lạc. Dạ. Tôi về bữa tôi cũng mua đồ tôi đốt cho ông cha, ông về chồng tôi bữa 19 nè, giấy mã nè. Rửa nhà, rửa cửa cho ổng. Bữa nay 14 còn 5 ngày nữa. Thì hôm nay trước tiên là Lê Thanh cũng đến đây để thăm cô Hiền. Dạ. Cô Hiền đương giọng là cô Hiền có chia sẻ là đi thiếp 15 ngày với cô Âm. Cũng về cũng có Lê Thanh cũng có đăng vài cái video nên cô Hiền thấy cõi âm kể cho bà con nghe đó. Thì khán giả cũng biết là cái cặp mắt của cô Hiền hiện bây giờ là gọi bằng cái gì, mây thạch hả cô? Mây thạch. Thì cho nên không có tiền đi mổ, tức là cô thấy mờ hay là không thấy luôn, con mắt này mổ rồi, còn con mắt này thì cục xăng hầm sao ra. Cậu ngồi nói chuyện thì biết, cậu bước lại thì nói chuyện nha. Còn không nói chuyện là đứng đi tới chiều đi, đứng mình luôn. Tức là cô bị hai con mắt hả một con? Hai con hết. Hai con hả? Nhưng mà tức là hai con là không thấy luôn hả? Mờ chứ. Con này lọc rồi nha, nó hơi mờ. Còn con này là không thấy, đuôi đen luôn. Như đường giọng này là cô quen tay đó. Quen tay, 12 năm rồi. 200. Cho nên thì khán giả thấy như vậy đó, cũng nhờ Lê Thanh đến đây để giúp tiền cho cô để mổ mắt nha. Dạ, vậy là cảm ơn chị em cô bác nhiều lắm. Giúp cho Hiền được cặp mắt nó sáng sủa lại nó mặn ăn. Rồi chị em mình phải đừng cho tội lỗi. Cái nếu mà chị em mình có cái chuyện riêng tư thì chị em
nhớ gói kính cắt đi rồi đốt á, chứ đừng có gãy tùm lum ở dưới á, chị Hai bảo tội lắm. Mình tội còn càng ngày càng xa nữa, tội ít thì nó đỡ nha chị em, tội nhiều á nó xuống thành cát biển á, cát mà ở dưới đáy biển nha chị em, chứ không phải cát thường đâu chị em à. Dạ thì cô Hiền cũng có đôi lời nhắc nhở đó nha chị em phụ nữ đó. Thì à, chị không muốn nói mà em, cô không nói mà con, cô không dám nói cô bác dạ. Ơi nói là sợ ngại đó. Con bữa nay con mới thấy nó lợi, lần này nó lần thứ ba, lần thứ tư con mới dám nói hở môi thôi. Tôi thấy tôi nằm đêm hôm tôi thấy trời ơi, nó bèo vậy chứ. Rồi chị em xuống dắt giả người lặn hợp vậy, khổ quá. Không con có gì dưới con à. Đi liền liền à, chẳng dạng là con đi à, chẳng dạng là con đi à. Bởi chồng con á, chẳng dạng là không có quậy con đâu. Bởi vậy ông này cũng ít chữ, cũng ít mắng là tại vì con có duyên nợ có hai người chồng. Tại vì ông già ông gả rồi ông nói á, con à sống với chồng trước con không có nát chứ chiếu, con gắng ở nha, ở được hai đứa con mới chia tay. Còn ở ông sau này có đứa một mà. Dạ thì cô Hiền ơi, đây là tấm lòng của chú Hùng ở bên nước ngoài á. Dạ. Đó cũng biết cô là không có tiền mổ mắt. Dạ. À, cho nên chú Hùng gửi cho cô 4 triệu này. Dạ. Để cho cô mổ mắt cho thấy đường để làm công việc đó. Dạ. Cô đường giọng đó. Vậy là em cảm ơn anh Hùng cho rất là nhiều, trong nước và ngoài nước, và anh Hùng giúp đỡ cho em được 4 triệu để em lột con mắt. Chắc cũng cỡ mùng 10 tháng Giêng em đi. Rồi thêm cái nữa là chú Sáu Sơn đó. Dạ. Cũng giúp cho cô Hiền 1 triệu, thấy cô Hiền cũng đương giọng. Dạ vậy là đó. Cảm ơn chú Sáu Sơn, con cảm ơn trong nước và ngoài nước, Minh Mạnh Thường Quân, Minh Cộng Đồng Mạng. Dạ, giúp bên, đỡ bên cạnh đó có cái Zalo tên Chậm Lại, nhà Lê Thanh gửi cho cô 300, thấy dạ, cuộc sống cô khó cảm khăn. Ơn nhiều. Dạ cảm ơn nhiều cô bác chị em. Cô có dự định chừng nào đi mổ mắt không? Mùng 10 tháng Giêng đi, có tiền này là mùng 10 tháng Giêng đi. Mùng 10 tháng Giêng qua Tết hả? Dạ qua Tết. À, qua Tết cô sẽ Tết. Đi mổ mắt ha. Dạ. Ừ. Thì có gì cô cắt số tiền đó lại, chừng nào dạ, mà qua dạ. Tết cái đầu có thời gian cô đi mổ mắt để mắt sáng lại đó cô. Dạ. Rồi làm cái này cái kia ha. Dạ. Thì thôi qua clip này con cũng chúc cho cô Hiền năm mới được nhiều sức khỏe nha. Dạ vậy cũng cảm ơn cậu Lê Thanh. Đặc biệt là cảm ơn các Mạnh Thường Quân, dạ. Các khán giả của Lê Thanh thời gian qua đã xem video, đã nhờ Lê Thanh đi làm nhịp cầu nối để chia sẻ chút ít tiền đến bà con hoàn cảnh khó khăn. Đang cần sự giúp đỡ thì nhân dịp Tết cũng chúc cho tất cả cô bác anh chị em bình an và may mắn. Lê Thanh cũng xin chào. Dạ, nếu cảm ơn tất cả khán giả yêu thích kênh mình hãy tặng cho mình một like dạ. Để mình có động lực làm những video tiếp theo. Lê Thanh cũng xin chào, chào cô Hiền nha. Dạ chào cậu. Dạ.